Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Kết Nối Tri Thức với Cuộc Sống, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 26. Chia số có 2 chữ số, cho số có 1 chữ số, tiết thứ 2. Đến với tiết thứ 2, chúng ta sẽ đến với phần khám phá với một số hoạt động sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có phép tính chia, đó là 51 chia cho 3. 51 chia cho 3, chúng mình thấy 51 là số có 2 chữ số, chia cho 3 đó là số có 1 chữ số, đúng không? Vậy thì như tiết hôm trước, muốn chia được thì chúng mình cần phải làm gì? Đúng rồi, chúng ta cần phải đặt tính, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ đặt phép tính chia giống như hôm trước. Đầu tiên chúng ta sẽ viết số 51 và sau đó là đường kẻ ngang như thế này thay cho dấu chia, và đường kẻ ngang dưới thay cho dấu bằng. Chúng mình sẽ viết số chia đó là 3. Lần lượt chúng ta sẽ tính như thế nào? Đúng rồi, như hôm trước chúng mình đã được học, đúng không? Chúng ta sẽ lấy đó là 5 chia cho 3. 5 chia cho 3 ở đây sẽ là bằng 1, viết 1 ở bên dưới. Và ở đây chúng mình thấy là 1 nhân cho 3 thì sẽ là bằng 3, và viết 3 ở bên dưới số 5. Tương tự như thế, chúng ta sẽ lấy 5 trừ đi 3 thì bằng 2. Và 5 trừ đi 3 thì bằng 2. 2 ở đây chúng mình thấy như thế nào với số chia? À đúng rồi, 2 ở đây chúng ta thấy bé hơn là số chia, đúng không? Như vậy thì chúng mình cần phải hạ 1 xuống, và chúng ta sẽ hạ 1 xuống được là 21. Và 21 chia 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? Chính xác, 21 chia 3 sẽ được 7 và viết 7. Và chúng mình thấy là 7 nhân 3 thì bằng 21, và 21 trừ đi 21 sẽ bằng 0. Và chúng mình thấy 51 mà chia cho 3 thì bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 51 chia cho 3 thì sẽ bằng 17, đúng không? Đây là một số phép chia số có 2 chữ số chia cho số có 1 chữ số. Phép tính này không có dư, đúng không? Và một điều đặc biệt thì chúng mình thấy nếu như ở đây chúng ta thấy trừ số đầu tiên còn thì chúng ta sẽ tiếp tục hạ số thứ 2 xuống để chia tiếp, đúng không? Chia khi nào cho hết thì thôi. Và ở đây chúng mình thấy nếu như hạ số thứ 2 xuống thì chúng ta thấy chia hết, đúng không? Và chúng ta có một cách tính nữa, đó là chúng mình có thể thấy ở đây chúng ta có thể hạ số thứ 2 rồi lấy 2 số này chia cho số chia. Và ở đây chúng ta thấy là 51 chia cho 3 thì sẽ bằng 17. Nào, bây giờ chúng mình cùng đọc lại phép tính chia này một lần. Tiếp theo chúng mình sẽ có một phép chia khác, đó là 74 chia cho 3. 74 chia cho 3 cũng là số có 2 chữ số chia cho số có 1 chữ số, đúng không? Cách đặt tính chia thì chúng ta cũng đặt tính tương tự. Thì ở đây chúng ta sẽ có số 74 và chia cho 3, cách đặt tính như trên màn hình. Rồi bây giờ chúng mình sẽ lấy, đúng, chúng ta sẽ lấy 7 chia cho 3 thì được 2, viết 2, đúng không? Và chúng mình sẽ cần nhân trở lên xem nó bằng bao nhiêu. 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ đi 6 sẽ bằng 1, đúng không? Tiếp tục 1 thì chúng mình thấy nhỏ hơn là số chia, cho nên chúng ta cần phải hạ 4 xuống. Hạ 4 thì chúng ta được 14, và 14 chia cho 3 thì sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 14 chia cho 3 thì sẽ là bằng 4, đúng không? 4 nhân 3 thì bằng 12. 14 trừ đi 12 thì còn lại 2, đúng không? Vậy thì chúng mình thấy 2 ở đây như thế nào? 2 ở đây thì bé hơn số chia, đúng không? Và không có số nào đằng sau để hạ xuống nữa, nên ở đây phép tính này sẽ là số dư. Và ở đây chúng ta thấy là 74 chia cho 3 sẽ bằng 24 và dư 2. Vậy thì đây là một phép tính, phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số có dư, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dừng video và đọc lại phép tính chia này một lần. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với hoạt động luyện tập. Trong hoạt động luyện tập thì chúng ta sẽ làm các bài tập, đó là bài tập 1. Bài tập 1 thì chúng ta thấy là đây là các phép tính chia. Số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Đầu tiên chúng mình thấy là 91 mà chia cho 4 này. Thì tương tự như vậy chúng mình sẽ lấy 9 đúng không? Chia cho 4 thì được 2. 2 nhân 4 thì bằng 8. Và 9 trừ đi 8 thì bằng 1. Tiếp tục hạ 1 xuống thì chúng ta thấy là 14 chia cho 11 chia cho 4 thì bằng 2. 2 nhân 4 cũng bằng 8. 11 trừ đi 8 sẽ bằng 3. Phép tính này sẽ là 91 chia cho 4 bằng 22 và dư 3 đúng không? Vậy thì còn 3 phép tính còn lại chúng mình thử làm, sau đó quan sát lên màn hình để xem đáp án nhé. Và sau đây thầy sẽ đưa đáp án cho chúng ta. 53 chia cho 6 chúng mình thấy là sẽ là bằng 8 đúng không? 53 thì chúng mình thấy là giống như trong phép tính chia, chúng ta thấy số 53 thì là số 5 thì là không thể chia được cho số 6, cho nên chúng ta phải lấy hai số. 53 chia cho 6 thì bằng 8. 8 x 6 thì bằng 48 và chúng ta thấy là trừ đi thì sẽ còn lại là 5. Vậy thì 5 là nhỏ hơn 6 đúng không? Và chúng ta thấy là phép tính này sẽ là có dư. Như vậy 53 chia cho 6 thì bằng 8 mà dư 5. 33 chia cho 2, chúng ta thấy 3 vẫn chia được cho 2 này. Đầu tiên chúng mình thấy 3 chia được cho 2 này đúng không? 3 chia được cho 2 cho nên là chúng ta sẽ có là 3 chia 2 bằng 1, 1 nhân 2 bằng 2 và 3 trừ đi 2 bằng 1. 1 không chia được cho 2. Tiếp tục chúng ta hạ xuống là 13 chia cho 2 bằng 6, 6 nhân 2 12. Như vậy thì 32 chia cho 2 bằng 16 dư 1 này. 79 thì chúng ta thấy 7 chia được cho 5, chúng ta thấy là 1 nhân 5 bằng 5. Rồi 7 trừ 5 bằng 2. 2 không chia được cho 5, chúng ta sẽ hạ 9 xuống, hạ 9 thì bằng 29. 29 thì chúng ta thấy là 29 chia 5 thì được 5, 5 x 5 25 và chúng ta sẽ thấy là còn 4 và 79 chia cho 5 thì sẽ bằng 15 và dư 4. Đặc biệt chú ý ở phép tính số 53 trừ đi 6 thì chúng ta thấy 5 không chia được cho 6 cho nên chúng ta phải lấy cả số 53 luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán. Bác chia đều số trứng gà đó vào 3 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng gà? Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc lại yêu cầu bài toán nhé. Bác Hoa mang bao nhiêu quả trứng ra chợ bán? Đúng rồi, bác Hoa mang 75 quả trứng ra chợ bán đúng không? Bác chia đều vào 3 rổ. Và bài toán hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng gà? Đầu tiên chúng mình cần phải tóm tắt. Thì ở đây chúng ta thấy có 75 quả trứng gà. Chia đều là 3 rổ và bài toán hỏi mỗi rổ bao nhiêu quả trứng. Nào bây giờ chúng mình cùng giải nhé. Vậy thì lời giải chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi là hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả trứng. Chúng mình sẽ trả lời như thế nào? Đúng rồi, mỗi rổ có số quả trứng là. Thì ở đây chúng ta sẽ có phép tính chia đúng không? 75 chia cho 3. Chúng mình có thể đặt tính ra bên ngoài. 7 chia cho 3 thì được 2, 2 nhân 3 là bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Và chúng ta hạ 5 xuống thì là 15 chia cho 3 thì bằng 5. Và như vậy thì 75 chia cho 3 thì sẽ bằng 25 và đáp số là 25 quả trứng. Bạn nào có cùng đáp án với thầy trên màn hình là đúng nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 3, đó là tìm các phép chia có số dư là 3. Chúng mình thấy chú robot đang chèo những chiếc thuyền chở những hoa quả đúng không? Trên chiếc thuyền thì chúng ta thấy có những phép tính chia. Ví dụ như là 43 chia cho 3 này, 53 chia 5, 64 chia 4, 25 chia 5, 73 chia 7. Thì muốn biết được các phép tính nào có số dư là 3 thì bắt buộc chúng mình cần phải tính đúng không? Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhẩm xem các kết quả ở các phép tính chia này là bao nhiêu. Muốn biết được thì chúng ta cần phải đặt tính. Và bây giờ chúng mình cùng tính các phép chia này nhé. Ở đây chúng ta thấy phép chia đầu tiên là 43 chia cho 3, đúng không? Chúng ta thấy là 43 chia cho 3 thì sẽ bằng 14 và dư 1. Nếu như đặt tính thì chúng ta thấy 4 chia 3 được 1, 1 nhân 3 là 3. Và 4 trừ 3 bằng 1, 13 chia cho 3 thì sẽ là bằng 4, đúng không? 4 x 3 12, như vậy chúng ta thấy là bằng 14 và dư 1 này. Tiếp theo 53 mà chia cho 5 thì là dư 3. 5 chia cho 5 bằng 1, đúng không? 1 x 5 là 5 và 3 không chia được cho 5, cho nên chúng ta thấy là cần phải viết số 0 và dư 3. Tiếp theo chúng ta sẽ có 64 chia 4 thì bằng 16 và 25 chia 5 thì bằng 5. 5 x 5 25, 73 chia cho 7 thì bằng 10 và dư 3. Vậy thì ở đây chúng mình thấy có hai phép tính có số dư là 3, đó là đúng rồi, đó là 53 chia cho 5 và 73 chia cho 7. Đó là hai phép tính có số dư đó là 3. Bạn nào có trùng đáp án với đáp án trên màn hình của thầy là đúng nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số tiếp từ 2. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.